Hôm nay thì mình sẽ nói một chút về cái tính ampe của cái biến áp của cái đường. Vì cái biến áp thì người ta sản xuất ra, người ta đã quấn và đã tính cả phe lẫn dây đồng nhất rồi. Cho nên nhiều khi mình chỉ cần đo cỡ dây và là cũng có thể tính ra được cái ampe của nó. Thì các bạn áp dụng công thức Y bằng D trên 0,72. D chính là cái kích cỡ của dây. Còn 0,72 chính là cái thông số mà người ta đã thực nghiệm. Người ta đã thử nghiệm và người ta đã thực nghiệm, người ta đã đưa ra một cái thông số quy định như vậy. Thì các bạn chỉ việc thay số vào sẽ tính ra được cái ampe của nó. Thay số vào sẽ được là cái dây của nó là 1,4 ly. Ở đây mình đưa ra ví dụ là một cái biến áp dây bằng 1,4 ly. Thì lấy 1,4 ly chia cho 0,72 và tất cả bình phương. Thì lấy máy tính ra tính toán thì sẽ được bằng 1,94 bình phương lên. Nó sẽ bằng 3,8A. Tức là cái biến áp mà có cỡ dây 1,4 ly thì nó sẽ ra được xấp xỉ 4A. Tức là 4A trên 12V. Tất nhiên là biến áp thì nó còn, cái ampe nó ra còn phụ thuộc vào cái lõi, chất lượng của lõi và cũng như là kích cỡ của lõi. Nếu mà lõi của nó tương đồng, một cái lõi thích hợp chuẩn thì nó sẽ ra được đúng với cái cỡ dây là 4A. Nhưng ngược lại, nếu như cái lõi mà nó kém hơn và cái tiết diện lõi nó nhỏ hơn thì cái số A của nó sẽ không ra được đủ 4A mà nó sẽ giảm. Ngược lại, cái lõi mà nó to hơn thì cái số ampe của nó sẽ ra cao hơn theo cái tỷ lệ thuận của lõi. Bây giờ tính công suất thì biết được cái ampe ra của đường dây thì các bạn có thể tính được cái công suất ra của nó. Thì công suất ra của nó, các bạn cứ áp dụng công thức P bằng Y nhân U, tức là lấy 4A mà nhân với 12V sẽ bằng 48A. Có nghĩa là cái biến áp này nó sẽ cho ra được 12V 4A và có công suất ở cái đường ra là 48W.